Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Đàn gà của Sam. Có một người nông dân tên Sam nuôi một đàn gà. Có một ngày, anh ta vội vội vàng vàng chạy đến nhà người láng giềng. Gà của tôi bị cúm, chết một nửa rồi, làm sao bây giờ? Anh cho chúng ăn gì thế? Thóc. Thóc à? Tôi nghĩ anh nên cho chúng ăn lúa mì mới phải. Lúa mì nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thế à? Được, để tôi về cho ăn lúa mì. Không xong rồi, lại có thêm 15 con chết rồi. Anh cho chúng uống gì thế? Nước lạnh, anh nên cho chúng uống nước ấm mới đúng chứ. Ủa, vậy sao? Được rồi, tôi nghe anh. Hai ngày sau, Sam lại đến nhà người nông dân kia than thở. Bây giờ tôi chỉ còn 10 con gà thôi. Tôi hỏi nè, anh cho chúng uống nước lấy từ đâu? Từ trong giếng đó, chứ còn lấy ở đâu nữa. Cả nhà tôi cũng uống từ đó. Không được, anh nên cho chúng uống nước tinh khiết. Hãy hứng nước mưa cho chúng uống dần. Nước mưa là tinh khiết nhất. Thiệt vậy sao? Sam lại về lục tục đợi trời mưa. Hứng lấy nước vào trong những lu to cho gà uống dần. Không lâu sau, Sam lại thông báo với người láng giềng. Con gà cuối cùng của tôi cũng chết rồi. Tiếc quá đi. Tôi còn có rất nhiều ý kiến hay, còn chưa kịp nói cho anh áp dụng mà. Khi đứng trước những thay đổi lớn, đặc biệt là gặp thất bại, đừng nôn nóng từ bỏ ngay phương pháp chúng ta vẫn dùng lâu nay, đặc biệt là những thứ cốt lõi mà trước đây ta đã sử dụng để tồn tại. Mọi sự thay đổi đều phải có suy xét cẩn trọng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm bản thân, không nên làm vật thí nghiệm cho người khác.